Phong Thủy Tâm Nguyên xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Em là Đức Trung, trợ lý của Thầy Tâm Nguyên. Sau rất nhiều những câu hỏi thắc mắc cũng như là những mong cầu của các anh chị về mong muốn được hướng dẫn cũng như rằng là giải đáp những thắc mắc về việc kích hoạt tài lộc cho ngôi nhà như thế nào, cách xác định những phương vị tốt, những phương vị xấu, cách xác định những hướng có vận khí tốt, hướng có vận khí xấu để từ đó đưa ra những phương án về kích hoạt hay hóa giải. Qua những câu hỏi như vậy thì ngày hôm nay Phong Thủy Tâm Nguyên xin phép sẽ đi vào chi tiết hướng dẫn các anh chị cách kích hoạt tài lộc cho ngôi nhà trong năm 2019 như thế nào. Như các anh chị đã biết, đất thì có vận của đất và trời thì có vận của trời. Mỗi một năm, vận khí đất trời thay đổi. Con người nhỏ bé chúng ta sống trong vũ trụ này dựa vào thiên khí, địa khí mà kiến tạo nên một không gian sống, môi trường sống, cảnh quan hay cách cục để đảm bảo sự hài hòa giữa thiên, địa, nhân khí, cân bằng yếu tố âm dương ngũ hành, từ đó sinh ra hòa hợp, tạo lên tài lộc, sức khỏe và gia đạo bình an. Việc nắm bắt thiên khí, đến hướng hay cách bài trí sắp xếp và sử dụng pháp khí phong thủy để kích hoạt những phương vị tốt lành hay hóa giải những phương vị xung sát là việc vô cùng cần thiết. Theo hành không vi tinh, chúng ta đang ở hạng nguyên của vận 8. Và năm 2019 Kỷ Hợi thì tinh bàn huyền không có kết cục trùng với tinh bàn của đại vận. Tức chúng ta sẽ thấy sao số 8 nhập trung cung. Từ đó phi tinh ra chúng ta sẽ thấy các sao khác nằm ở nhiều vị trí khác nhau, mang lại yếu tố đắc cục hay hung tinh. Dựa trên lòng bàn tay và theo đường lối thiên sinh, chúng ta có thể suy ra điều này. Sao số 8 nhập trung cung, từ đó chúng ta thấy cửu tử đến tây bắc, nhất bạch quan tinh đến phương tây, nhị hắc bệnh phù đến đông bắc, tam bích thị phi đến phương nam, tứ lục văn xương đến phương bắc, ngũ hoàng đại sát đến tây nam, lục bạch đến phương đông và thất xích phá quân đến đông nam. Một số cát tinh mang lại vận may và một số hung tinh khác thì mang lại những vận rủi ro và từng phương vị, ảnh hưởng lớn đến cát và hung của gia chủ. Chi tiết về các hung vận khí của từng hướng và phương vị, anh chị theo dõi và luận bàn cùng với Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi. Và Phong Thủy Tâm Nguyên sẽ xin đi vào chi tiết các hung vận khí của từng hướng hay phương vị theo thuận chiều kim đồng hồ. Tức là chúng ta sẽ bàn đến các hướng Nam, Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Bắc, Đông và Đông Nam và ở khu vực trung cung. Phương vị đầu tiên, đối với những nhà hướng Nam và phương vị hướng Nam, nhà hướng Nam có giải độ từ 107,5 độ cho đến 202,5 độ. Năm 2019 Kỷ Hợi, sao Tam Bích nhập vào phương Nam. Sao Tam Bích hay còn gọi là Lộc Tồn, chủ về thị phi, ngũ hành thuộc mộc, tượng trưng cho tiểu kiếp cùng với những chuyện thị phi trong công việc và trong cuộc sống. Để tránh những tác động xấu và hung tinh này đem tới, trong năm 2019 này, không nên đặt cây xanh hay những đồ vật có ngũ hành thuộc mộc ở phương vị Nam trong nhà, cũng không nên nuôi cá hay đặt bể cá ở đây. Vì rằng thủy dưỡng mộc sẽ khiến cho những mối nguy hại mà tam bích hung tinh mang đến ngày càng lớn hơn. Ngoài ra, nếu giường ngủ hay bàn học của trẻ nhỏ trong nhà nằm ở phương vị này thì cần phải hết sức lưu ý những chuyện bất trắc có thể xảy ra. Gia chủ cần lưu tâm về vấn đề sức khỏe, các thành viên có thể mắc phải những bệnh ngoài da hay bệnh gan thận. Tam bích cũng là sao chủ về trộm cướp và mất của. Để hóa giải với những nhà hướng Nam, ta sử dụng vật phẩm nguyên lộc hoa mai treo tại cửa chính của nhà và trải thảm lưới cửa nhà màu đỏ để đem lại sự may mắn, kỵ tà hóa sát cũng như tiết chế đi mộc khí của sao Tam Bích đáo đến hướng nhà năm nay. Như các anh chị đã biết, trong phong thủy, đồng hoa mai tượng trưng cho yếu tố may mắn và hóa giải những xung sát đến với ngôi nhà. Hay anh chị cũng có thể sử dụng đồng hoa mai như một vật phẩm hộ thân may mắn để mang theo bên mình. Với thiết kế bởi 5 cánh đồng hoa mai tượng trưng cho ngũ phúc lâm môn, tượng trưng cho sự hòa hợp của âm dương ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, tượng trưng cho 5 điều phúc đức mà con người chúng ta hướng đến, đó là mệnh, thọ, phú, quý, trường. Cũng như với thiết kế có mặt hình và mặt chữ để tăng tài và mặt hình để tăng phúc và hóa sát, thì đồng hoa mai gần như là một trong những vật phẩm vô cùng đắc cách để chỉ tiến hành là sử dụng mang theo bên mình hoặc là treo tại hướng cửa nhà để hóa giải yếu tố xung sát hay chiêu thêm những cát quý tốt trong năm 2019 này. Với đồng nguyên lộc hoa mai, anh chị treo tại nhà hướng của hướng Nam, treo chúng ta có thể treo phía bên ngoài của cửa hay phía bên trong của cửa tùy theo cái thuận lợi mà chúng ta tiến hành sử dụng để mang yếu tố về cát khí tốt nhất, cũng như đặt thảm lối cửa nhà màu đỏ ngũ hành thuộc hỏa để tiết chế bớt đi cái yếu tố hung khí của sao Tam Bích, vì mộc sẽ sinh hỏa mà tiết bớt đi tính hung này. Xét theo yếu tố phương vị thì chúng ta sẽ tìm đến phương vị Nam ở trong phòng khách, và tại phương vị này chúng ta có thể thiết kế kệ hay tủ để chúng ta đặt vật phẩm kim long trên đó, hoặc đấy nếu như là vị trí của phòng làm việc, bàn làm việc thì chúng ta sẽ đặt trực tiếp tượng kim long ở trên bàn làm việc. Với thiết kế của hình tượng thanh long quấn quanh kiếm thất tinh, đây là hình tượng mang yếu tố về quyền uy và chẳng đi thị phi hay cũng như tiểu nhân quấy phá.
Trong phong thủy hay trong đạo Phật hay kể cả trong đạo giáo thì hình tượng thanh long mang lại hình tượng của quyền uy, sức mạnh cũng như rằng là hóa giải những điều thị phi hay những điều tăm tối mà kẻ tiểu nhân hướng đến cho thân chủ. Đồng thời kết hợp với hình tượng của kiếm thất tinh, tinh tà hóa sát cũng như là trảm tiểu nhân thị phi quấy phá. Thì đây là hình tượng đắc cách. Trong phong thủy chúng ta sử dụng tượng kim long quân kiếm để đặt tại phương vị nam trong nhà, hóa giải đi những yếu tố thị phi mà chủ sao tam bích hướng đến. Bởi đây là sao chủ về kiện tụng thị phi cái cọ là điều không tốt, khiến cho bất cứ gia chủ nào cũng trở nên lo nghĩ. Thì với việc nhà hướng nam chúng ta sử dụng sâu nguyên lộc hoa mai, và với phương vị nam trong phòng khách chúng ta sử dụng tượng kim long hóa sát, thì đây là những vật phẩm vô cùng đắc cách, được thầy Tam Nguyên cũng như các thầy trong hiệp hội phong thủy dịch học thế giới phân hộp tại Việt Nam nghiên cứu và đưa ra ứng dụng. Tiếp theo chúng ta bàn đến về vấn đề xây dựng sửa chữa nhà cửa năm 2019 đối với nhà hướng nam. Theo đình long của Tam Hợp Phái, năm 2019 Kỷ Hợi, trục nhà tọa bắc hướng nam rất thuận lợi cho việc khai sơn lập hướng và tu tạo sửa chữa. Tức ý ở đây chúng ta nói đến việc xây dựng một ngôi nhà mới hay tu tạo sửa chữa tại phương vị nam của một ngôi nhà cũ. Nhưng chúng ta nên chọn lựa vào các tháng vượng để tiến hành là tu tạo sửa chữa và khai sơn lập hướng thì sẽ tốt hơn. Với nhà hướng nam bao gồm ba sơn hướng là bính, ngọ, đinh. Các tháng vượng để chúng ta xây dựng nhà mới là các tháng giêng, tháng 2, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Với tháng vượng để chúng ta tiến hành tu tạo sửa chữa phương vị nam trong nhà năm 2019 là tháng giêng, tháng 6, tháng 8, tháng 11 âm lịch. Để triển khai được, gia chủ cần đo đạc kỹ lưỡng độ số của hướng nhà kết hợp với ngày tháng năm sinh các thành viên trong nhà để chọn lựa ra năm tháng ngày giờ đắc cục ta triển khai động thổ xây dựng hay tu tạo sửa chữa. Hướng tiếp theo chúng ta bàn đến đó là hướng Tây Nam. Tây Nam có giải độ từ 202,5 độ cho đến 247,5 độ. Năm 2019, hướng Tây Nam được đánh giá là hướng rất xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc, tình cảm cũng như sự nghiệp tức của tất cả mọi người trong gia đình. Vì rằng hướng này đón sát khí của ngũ hoàng đại sát tinh là sao xấu nhất trong hệ thống cửu tinh, chủ về những việc không may. Ngũ hoàng đại sát, ngũ hành tương thổ, trong bát vận thì nó là hung tinh có mức độ nguy hiểm lớn nhất, chủ về những tai nạn bất ngờ, hóa hại mất máu hay mang lại những điều mất mát về tài chính, cái chết, bi kịch, tai nạn, rủi ro bất ngờ và nhiều điều tiêu cực khác. Là sao xấu nhất nên Tây Nam năm 2019 là phía nguy hiểm nhất. Gia chủ nên tránh sinh hoạt, nghỉ ngơi, học tập gây ra những âm thanh lớn trong khu vực này hay động thổ, sửa chữa, chặt cây, mọi hoạt động lớn trong nhà đều không nên tiến hành với hướng và cả phương vị này trong năm 2019. Như các anh chị đã biết, năm đồng hoa mai tượng trưng cho yếu tố về ngũ phúc luân môn, hay vốn dĩ riêng một đồng hoa mai với năm cánh đã tượng trưng cho sự âm dương ngũ hành hài hòa. Thì việc chúng ta sử dụng năm đồng hoa mai để dán tại lối cửa nhà theo thứ tự nguyên tắc đó là đồng đầu tiên sẽ là hình, đồng tiếp theo cũng sẽ là hình, đồng tiếp theo ở giữa là chữ và hai đồng cuối cùng lại mặt hình ngửa ra. Như vậy để mang yếu tố bèo hóa giải sát khí cũng như thu trừ yếu tố thổ tinh của ngũ hoàng đại sát. Vì rằng đồng hoa mai, dĩ nhiên trong đồng hoa mai ở đây thiết kế với phong thủy Tam Nguyên nó đã có sự cân bằng giữa yếu tố về ngũ hành. Tuy nhiên suy cho cùng, đồng hoa mai với chất liệu bằng đồng đỏ 999 và sau đó được mạ vàng 18 gra thì đây là một trong những vật phẩm đắc cách mang ngũ hành thuộc kim. Thổ sinh kim chính là yếu tố chúng ta sử dụng, lợi dụng cái việc sinh xuất về ngũ hành của sao ngũ hoàng đại sát, từ đó làm suy yếu đi tính hung của nó. Với phương vị Tây Nam trong phòng khách, gia chủ nên đặt một chiếc hồ lô ly tinh nhằm thu giữ sát khí và tiết chế đi hung tinh của sao số 5 ngũ hoàng đại sát. Với thiết kế của hồ lô, như các anh chị đã biết, trong dân gian hồ lô với thiết kế bầu to và miệng nhỏ để nhằm yếu tố thu giữ đi sát khí, thâu thu tài lộc cũng như thâu thu những tạp khí ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Với thiết kế của hồ lô đế tinh, chất liệu bằng gốm mang hành thổ để tương hợp với ngũ hành của thổ tinh. Đồng thời dưới đáy của hồ lô đế tinh được dán 5 đồng ngũ đế, tức 5 đồng xu của 5 triều đại cường thịnh của nhà Trung Cổ. Đó là Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh mang ngũ hành thổ kim để yếu tố sinh xuất thổ sinh kim sẽ tiết chế đi bớt hung tinh của ngũ hoàng đại sát. Khi sử dụng, anh chị tiến hành mở nắp của hồ lô đế tinh và đặt tại phương vị Tây Nam ở trong phòng khách. Hồ lô đế tinh được các thầy trong hiệp hội phong thủy dịch học thế giới phân hộ tại Việt Nam cũng như thầy Tam Nguyên khai quang chỉ chú cũng như xem ngày giờ đặt để anh chị tiến hành sử dụng một cách đắc cách nhất. Và một điều lưu tâm với phương vị Tây Nam này, năm 2019 gia chủ nhớ đây là phương vị kiêng kỵ, tránh đập phá, tu tạo, sửa chữa dù chỉ đóng một chiếc đinh. Về vấn đề xây dựng sửa chữa nhà năm 2019 đối với hướng Tây Nam, năm 2019 tuyệt đối không nên xây dựng nhà có trục tọa độ
tọa đông bắc và hướng tây nam này do cả hai yếu tố tọa hướng của nhà đều không đắc cách. Tọa phạm nhị hắc mệnh phù và hướng là hướng tây nam phạm ngũ hoàng đại sát. Xét theo ngũ sát mà phong thủy đặc biệt chúng tôi vẫn căn cứ để luận bàn về khai sơn lập hướng là bao gồm thái tế sát, tam sát, ngũ hoàng đại sát, mậu kỷ đô thiên và mộ long biến vận sát, thì ngũ hoàng đại sát luôn là yếu tố sát được chú ý hàng đầu vì mức độ sát khí của sao này rất dữ. Tuyệt nhiên không nên làm nhà vào những năm mà sao này đến hướng. Việc tu tạo sửa chữa thì ta cũng nên kiêng kỵ để tránh những ảnh hưởng về thị phi, tai nạn hay bệnh tật. Nhưng nếu trong trường hợp bắt buộc phải động đến việc sửa chữa thì ta nên lựa chọn các tháng vượng để tiến hành triển khai, tức là tháng có nhật nguyệt đáo sơn cung và thiên ân quý nhân đáo sơn để làm. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn vào các tháng tháng 5, tháng 8 hoặc tháng 10 âm lịch. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể chúng tôi khuyến nghị gia chủ nên thông qua sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để nắm được phương án chi tiết cụ thể nhất. Để triển khai được, gia chủ cần đo đạc kỹ lưỡng độ số của hướng nhà và kết hợp với ngày tháng năm sinh của các thành viên trong gia đình để lựa chọn được năm tháng ngày giờ đắc cách ta triển khai động thổ xây mới hay tu tạo sửa chữa. Vận khí hướng thứ ba chúng ta bàn tới đây đó là với những nhà hướng Tây. Nhà hướng Tây có giải độ từ 247,5 độ cho đến 292,5 độ. Hướng Tây năm 2019 có thể được coi là hướng đắc cách nhất, đón được nhiều yếu tố cát khí bổ trợ cho cả sức khỏe, tài lộc, tình cảm và sự nghiệp của tất cả các thành viên trong gia đình. Năm 2019 kỷ hợi, sao nhất bạch tài tinh bay vào phương chính Tây. Nhất bạch hay còn gọi là tham lang tinh ngũ ảnh thuộc thủy, được coi là một trong ba đại cát tinh trong cát vận, chủ về sự nghiệp, công danh, nhân duyên và đào hoa. Năm nay phương Tây là cung tinh mang yếu tố tương sinh, vì Tây ngũ hành thuộc kim, lại sinh thủy, thủy là ngũ hành của nhất bạch. Nếu như trong năm mà bố trí hợp lý phong thủy ở phương vị này, thì gia chủ sẽ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như cải thiện được các mối quan hệ xã giao, vận đào hoa lại càng thêm khởi sắc. Tuy nhiên, đây cũng là phương vị mà phạm tam sát trong năm 2019, nên trường hợp nếu như bố trí phong thủy không tốt sẽ ảnh hưởng đến những yếu tố liên quan đến vận trình của gia chủ, làm gì cũng khó khăn, dễ bị lừa gạt, phản bội, sự nghiệp sa sút cũng như không có thu hoạch gì đáng kể. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ bị đào hoa xấu phá hoại đường tình duyên, dù là người độc thân hay đã có đôi có cặp thì cũng sẽ có khả năng gặp chuyện buồn về tình cảm. Về phương án hóa giải và kích hoạt thì với nhà hướng Tây, gia chủ nên sử dụng một sông ngũ phúc hoa mai treo tại cửa chính và thảm trải lối cửa nhà chúng ta đặt màu ghi hoặc màu xanh ốc biển. Như các anh chị đã biết, trong phong thủy đồng hoa mai là một trong những vật phẩm mang yếu tố cát lành đắc cách hàng đầu. Với lối kết theo lối cát tường kết, năm đồng hoa mai sâu lại thành một sâu dựa vào nhí cát tường kết và vô tận kết bồ, thể hiện một sự hanh thông, may mắn, tài lộc và hóa giải những chuyện thị phi và tịch tà. Thì sâu năm đồng hoa mai hay còn gọi là ngũ phúc hoa mai này, nó tượng trưng cho năm điều phúc đức mà con người chúng ta hướng đến, đó là mệnh thọ phú quý trường và thọ khang ninh tu khảo, chính là năm điều phúc đức mà chúng ta hướng đến trong suốt cả một đời người. Chúng ta sử dụng sâu ngũ phúc hoa mai này để treo tại phương vị tài lộc, treo tại ban thần tài, đặt trong két sắt và treo tại hướng nhà và hướng Tây năm 2019 để mang lại những điều cát lành tốt nhất dành cho gia đình và các thành viên. Nếu như đối với phương vị Tây trong phòng khách, gia chủ nên dọn dẹp sạch sẽ và kích hoạt bằng cách sử dụng bộ hoa mai treo tài xoay đặt tại phương vị này nhằm kích hoạt vượng khí của phương Tây mà nhất bạch đao đến. Bởi vì theo thiết kế của bộ hoa mai treo tài xoay, năm đồng hoa mai được đặt trên đế xoay và dưới đế xoay có lắp một chiếc pin tiểu để mang yếu tố kích hoạt năng lượng, thì bộ xoay này luôn xoay chuyển theo chiều thuận chiều kim đồng hồ, và đây cũng chính là yếu tố về kích hoạt năng lượng khí tại khu vực Tây mà sao nhất bạch đóng quản. Kích hoạt tại phương vị này vào năm 2019 sẽ giúp cho gia chủ trở nên đắc cách hơn trong mọi việc, kể cả việc tình duyên, sự nghiệp, công danh hay tài tinh đều có sự hỗ trợ rất tốt. Về vấn đề xây dựng sửa chữa nhà hướng Tây năm 2019, hướng Tây bao gồm 3 sơn hướng là Canh, Dậu, Tân. Thì với cung Dậu, tức là phần tọa là sơn Mão. Do năm 2019 sơn Mão này phạm ngũ long biến vận và tam sát đến hướng, nên hướng Dậu này chúng ta cho rằng không đắc cách và không nên xây mới. Hai sơn hướng còn lại và Canh và Tân mang yếu tố thứ cát, chúng ta có thể lựa chọn vào các tháng sau để triển khai động thổ là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 9, tháng 11 âm lịch. Về tu tạo sửa chữa, ta nên chọn vào một trong các tháng, tháng 3, tháng 5 hoặc tháng 11 âm lịch để làm. Để triển khai được, gia chủ cần đo đạc kỹ lưỡng về độ số hướng nhà kết hợp với ngày tháng năm sinh của các thành viên trong nhà để lựa chọn 5 tháng ngày giờ đắc cách ta triển khai động thổ xây mới hay tu tạo sửa chữa. Vận khí hướng tiếp theo, hướng thứ tư chúng ta bàn đến ở đây đó chính là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc có giải độ từ 292,5 độ cho đến 337,5 độ. Phong thủy nhà hướng Tây Bắc năm 2019 theo huyền không vi tinh ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc, tình cảm và sự nghiệp của tất cả các thành viên trong gia đình như thế nào? Năm 2019 chúng ta được biết
Phương vị Tây Bắc sẽ đón vị trí của sao Cờ Tử Hữu Vận nhập vào. Đây là sao thịnh vượng, chủ về nhân duyên, tình duyên, hôn nhân, cũng như mang lại yếu tố về đào hoa, thêm đinh, thêm người dành cho gia chủ. Đây là sao ngũ hành thổ hỏa, biểu thị khả năng nhân lên và chuyển hướng ảnh hưởng của các ngôi sao khác. Nhà hướng Tây Bắc hoặc vị trí làm việc ở góc Tây Bắc năm nay, anh chị và các bạn có thể nhận thêm rất nhiều những năng lượng tốt. Sao số 9 Cửu Tử chiếu vào nhà hướng Tây Bắc năm nay sẽ thu hút được sự may mắn trong công việc hiện tại và sự giàu có trong tương lai, đặc biệt những công việc liên quan đến đầu tư tài chính. Mọi người ở nhà hướng Tây Bắc sẽ có danh tiếng, khen thưởng và thăng quan tiến chức nhiều. Tuy nhiên, vì sao này mang yếu tố hỏa khí rất mạnh nên có thể gây nóng giận cho những thành viên trong gia đình, đặc biệt là đàn ông. Cần tránh đặt những vật màu đỏ, đặt đèn, bếp hoặc nấu nướng tại khu vực này nhiều trong năm Kỷ Hợi. Để kích hoạt trường khí tốt từ sau này, với nhà hướng Tây Bắc thì trên cửa nhà gia chủ nên treo một sâu tam cát hoa mai và thảm trải lối cửa nhà đặt màu nâu hoặc màu cam. Các cặp đôi có dự định triển khai xây dựng gia đình trong năm 2019 này và trùng với nhà hướng Tây Bắc thì năm nay có thể coi sẽ là năm thêm đinh thêm người rất đắc cách. Trong phong thủy thì tam cát hoa mai hay chính gọi là sâu ba đồng hoa mai này mang yếu tố hòa hợp giữa thiên địa nhân khí, mang yếu tố về phúc tài lộc dành cho gia chủ. Với cách thiết kế giống như sâu ngũ phúc hoa mai, đó là sự kết nối của nhi các tầng kết và vô tận kết bồ, thể hiện sự hanh thông, thể hiện sự may mắn, thuận lợi, xuyên suốt. Đồng thời màu đỏ là màu tượng trưng của sự may mắn và hóa giải đi những điều sát khí và tịch tà. Với phương vị Tây Bắc trong phong cách, chỉ đứng sau yếu tố đắc khí của bát bạch nhập trung cung thì khu vực Tây Bắc có thể được coi là vị trí thứ hai mang lại sự thịnh vượng. Thế nên nếu khu vực này là nơi làm việc thì hãy cố gắng tận dụng nó thường xuyên để mang lại những điều tốt nhất, tích cực nhất về trường khí của sao này. Đặc biệt là các hoạt động liên quan đến tài chính của các anh chị và các bạn sẽ được bổ trợ rất nhiều. Ngoài ra tại phương vị này, trên kệ tủ hay trên bàn làm việc nên đặt vật phẩm đó là đôi tỳ hưu lăng ngọc giúp chiêu tài vận cũng như hóa giải sát khí và tịch tà. Trong phong thủy hoặc trong truyền thuyết Long Sinh Cửu Phẩm, chúng ta có thể biết tỳ hưu là một trong 9 người con của Long Vương, mang lại những yếu tố cát lành và mang lại những yếu tố về thần uy rất lớn trong việc chiêu tài, hóa giải sát khí cũng như mang lại những yếu tố về trường khí đắc cách dành cho gia chủ. Với thiết kế của phong thủy Tam Nguyên, tỳ hưu lăng ngọc được thiết kế dựa trên chất liệu đồng vàng thượng phẩm. Đây là chất liệu đồng vàng mang yếu tố rất tốt để thiết kế lên những vật phẩm kỳ công nhất. Cùng với đó là lớp men giả cổ màu xanh lam ngọc được mạ bên ngoài theo yếu tố đây là màu của cục thủy mộc, tức đảm bảo cả về yếu tố nhân nghĩa và trí tuệ khi đối với gia chủ sử dụng. Đặc biệt các gia chủ năm 2019 hoạt động trong mảng kinh doanh đầu tư thì việc sử dụng tỳ hưu lam ngọc thì một trong những vật phẩm mang yếu tố cát lành hàng đầu. Những họa tiết sức phay ở trên linh vật thì nó lại càng tôn thêm cái vẻ tôn quý cũng như hùng dũng của vật phẩm. Với tỳ hưu lam ngọc chúng ta sử dụng theo cặp, bao gồm là một đực và một cái, và cách chúng ta đặt đẻ sẽ theo cách đó là hai chân ôm của linh vật chúng ta sẽ đặt cùng phía trong với nhau và hai chân tiến của linh vật chúng ta sẽ đặt ra phía bên ngoài. Mặt của linh vật chúng ta có thể đặt bằng cách hướng thẳng ra ngoài cửa hoặc nhìn vào trung cung. Đây là một trong những vật phẩm đắc cách mà chúng ta có thể sử dụng để đặt trên bàn làm việc, đặt tại quầy thu ngân hoặc đặt ở trên ban thần tài. Lưu ý vật phẩm này chúng ta không đặt trong phòng ngủ. Về vấn đề xây dựng và sửa chữa nhà hướng Tây Bắc năm 2019, Tây Bắc bao gồm 3 sân hướng là Tuất, Càn, Hợi. Theo định long của Tam Hợp Phái, năm 2019 Kỷ Hợi, hướng Hợi phạm Thái Tế Sát vì 2019 là chính hướng Thái Tuế. Hai hướng còn lại là Tuất và Càn phạm Bộ Long Biến Vận Sát. Nên hướng Tây Bắc năm 2019 chúng ta không nên xây dựng mới, chỉ có thể tu tạo sửa chữa theo phương vị trong nhà, nhưng cần phải chọn vào tháng vượng. Các tháng vượng để có thể tu tạo sửa chữa đối với phương vị Tây Bắc trong năm 2019 này là tháng Giêng, tháng 4 và tháng 12 âm lịch. Và để triển khai được, gia chủ cần đo đạc kỹ lưỡng độ số của hướng nhà kết hợp với ngày tháng năm sinh của các thành viên trong nhà để có thể lựa chọn được năm tháng ngày giờ đắc nhất ta triển khai động thổ xây mới hay tu tạo sửa chữa. Vận khí hướng nhà thứ năm chúng ta bàn tới đây đó là nhà hướng Bắc. Nhà hướng Bắc có giải độ từ 337,5 độ cho đến 22,5 độ. Năm 2019 này, hướng Bắc có sao Tứ Lục Đáo đến. Đây là phương vị vốn dĩ của Nhất Bạch Thủy Tinh đóng quản, nên vào nuôi liên năm 2019 thuộc vận 8, Tứ Lục phối hợp với Nhất Bạch hợp thành cách cục Văn Xương Đế Tinh, cộng thêm sao Thiên Khôi nhập cung, đây là sao chủ về sự nghiệp, học hành và thuận lợi. Vậy nên, với nhà hướng Bắc năm nay, vận khí đem lại rất nhiều sự thuận lợi cũng như mang lại những may mắn trong phương diện tình cảm, cũng như học tập và giáo dục. Hơn nữa, ngôi sao này cũng là ngôi sao đại diện cho nghệ thuật và văn học. Những người ở nhà hướng Bắc và làm công việc
hoặc trong lĩnh vực này, đây là sẽ là năm mà mang lại nhiều sự tốt lành và gặt hái được nhiều thành tích. Nếu con anh chị đang đi học, đại học hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình làm trong lĩnh vực nghiên cứu, nghệ sĩ hay nhà văn thì hãy đặt bàn học, bàn làm việc tại khu vực này để có thể tận hưởng được những lợi ích của phi tinh đối với phương vị Bắc và kích hoạt học hành, sự nghiệp cũng như hóa giải yếu tố về đào hoa. Về phương án kích hoạt, với những nhà hướng Bắc, gia chủ nên treo một sâu nguyên lộc hoa mai ở trước cửa nhà, đồng thời đặt thảm trải lối cửa nhà màu xanh nước biển hoặc màu xanh lá cây để thủy sinh mộc, bổ trợ khí cho tuyến lục mộc tinh và nhất bạch thủy tinh. Đồng nguyên lộc hoa mai, đây là một trong những vật phẩm đắc cách mà chúng ta nên lưu tâm sử dụng. Với lối thiết kế của năm đồng hoa mai tượng trưng cho những điều may mắn và những điều vui vẻ của ngày xuân, ngày Tết, năm đồng hoa mai mang cả yếu tố chiêu tài và hóa sát. Đối với nhà hướng Bắc năm 2019, chúng ta sử dụng sâu nguyên lộc hoa mai treo trước cửa nhà và yếu tố động khí của nhà hướng Bắc thì sẽ mang lại những điều cát lợi dành cho yếu tố về học tập, sự nghiệp cũng như là yếu tố về tài tinh. Do năm 2019 này, mộc tinh của sao Tuyết Lục kết hợp với thủy tinh của Nhất Bạch tạo nên cách cục văn xương đế tinh sẽ rất tốt cho những ai đang hoạt động trong lĩnh vực học tập, phát triển sự nghiệp nghiên cứu hay kể cả trong công việc liên quan đến doanh nghiệp tại cơ quan. Và với phương vị Bắc ở trong phòng khách, nếu có kệ tủ thì gia chủ nên đặt một chiếc tháp văn xương đá đen và ngũ hành thuộc thủy tượng trưng cho trí, tức trí tuệ trong quan niệm về ngũ đức. Nếu không thuận lợi cho việc đặt đẻ thì gia chủ chúng ta nên có thể sử dụng một chiếc bút văn xương để có thể kích hoạt tại phương vị này. Với chiếc bút văn xương này, chúng ta sẽ treo tại phương vị Bắc để kích hoạt cái phương vị mà sao Tuyết Lục này đào đến. Vì việc kích hoạt được phương vị Bắc trong năm 2019 này sẽ cực kỳ tốt cho các thành viên đang hoạt động trong lĩnh vực học tập và cả về cả giáo dục nữa. Thì đây là hai vật phẩm mà các anh chị sử dụng tùy theo cái không gian thực tế của nhà mình, đó là đặt đẻ hay là tiến hành sử dụng treo. Chúng ta sẽ sử dụng tháp văn xương đá đen hay là bút văn xương, chúng ta tiến hành sử dụng sao cho thuận lợi. Như nhận định tương tự theo định long tam hợp phái của chúng tôi, năm 2019 Kỷ Hợi trục xây dựng Bắc Nam rất thuận lợi cho việc khai sơn lập hướng và tu tạo sửa chữa, nhưng chúng ta hãy chọn tháng vượng để triển khai thì sẽ tốt hơn. Với nhà hướng Bắc bao gồm 3 sơn hướng là Nhâm, Tý, Quý, các tháng vượng để chúng ta tiến hành tu tạo sửa chữa phương vị Bắc trong năm 2019 là tháng 2, tháng 7, tháng 9 và tháng 12 âm lịch. Để triển khai được, gia chủ cần đo đạc kỹ lưỡng độ số của hướng nhà kết hợp với năm tháng ngày sinh của các thành viên trong gia đình để có thể lựa chọn được ngày giờ đắc cách ta triển khai động thổ xây mới hay tu tạo sửa chữa. Vận khí hướng nhà tiếp theo chúng ta bàn tới hướng nhà Đông Bắc. Hướng Đông Bắc có giải độ từ 22,5 độ cho đến 67,5 độ. Năm 2019, nhà hướng Đông Bắc có sao Nhị Hắc Bình Phù chiếu đến. Sau này là sao ngũ hành thuộc thổ, là đại hung tinh thứ hai trong bát vận chỉ sau ngũ hoàng đại sát. Nhị Hắc còn gọi là sao Bệnh Phù, chủ về bệnh tật đau đớn, tai họa ngoài ý muốn, các vấn đề về sức khỏe và thương vong. Chỗ mà sao Bệnh Phù đeo đến ắt nên hạn chế động thổ, cũng không nên bày bể cá, chậu cảnh, cây cối và thảm đỏ, nếu không sẽ càng khiến như bệnh phù tinh càng thêm hung hãn, dẫn đến thương vong và quan tư. Năm nay tinh cung đương vượng với yếu tố thổ của Nhị Hắc kết hợp cùng yếu tố thổ của phương vị Đông Bắc theo hậu thiên bát quái càng tăng thêm phần hung dữ của Nhị Hắc Bệnh Phù. Nếu bố trí không hợp lý sẽ dẫn đến bị cảm nhuyễn, sức khỏe suy giảm, thậm chí có thể mất máu do mổ xẻ, tài vận suy sụp, khắc khẩu trong gia đình khiến gia đạo không yên và tài lộc đi xuống. Về phương hóa giải, với nhà hướng Đông Bắc năm nay chúng ta hạn chế việc cơi nới, sửa chữa hay đập phá, nên giữ gọn gàng sạch sẽ, đồng thời chúng ta treo sâu ngũ phúc hoa mai trước cửa nhà để tiến hành hóa sát và xử lý về những phần tạp khí cũng như sát khí đến với hướng nhà. Đồng thời thảm trải lối cửa nhà chúng ta đặt màu ghi hoặc màu xanh nước biển để hóa giải đi phương án về ngũ hành thổ của sao Nhị Hắc đào đến. Về phương vị, nếu phòng ngủ của anh chị đặt ở phương Đông Bắc, chúng ta nên rời sang một vị trí khác, không nên thường xuyên sinh hoạt trong khu vực này. Khuyên anh chị nên sử dụng vật phẩm hồ lô hòa hợp chúng ta treo tại đầu giường. Trong phong thủy, việc sử dụng hồ lô để mang yếu tố hóa giải những bệnh phù cũng như hóa giải tạp khí thường xuyên được sử dụng. Đồng thời với hồ lô hòa hợp với chất liệu bằng gỗ đào sẽ mang yếu tố về tịch tà hóa sát cũng như thâu thu những tạp khí, uế khí để bổ trợ thêm sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời trên hồ lô hợp khắc chú hòa hợp cũng như được nạp cốt khai quang sẽ mang yếu tố về hòa hợp vợ chồng, tăng thêm cảm xúc cũng như mối quan hệ vợ chồng được cải thiện. Đồng thời nếu như phương vị Đông Bắc ở trong phòng khách có kệ hoặc tủ, anh chị tiến hành sử dụng vật phẩm đó là hồ lô hóa sát gỗ đào chúng ta đặt tại phương vị Đông Bắc ở trong phòng ngủ. Với chất liệu bằng gỗ đào mang yếu tố về hóa giải những sát khí cũng như thâu thu
những yếu tố về sát khí và tạp khí, đồng thời gỗ đào là loại gỗ mang yếu tố tịch tà rất cao, thì anh chị đặt tại phương đông bắc trong nhà để mang yếu tố hóa giải về sát khí tại khu vực này. Và khi sử dụng, các anh chị mở nắp của hồ lô ra để mang yếu tố thâu thu sát khí tại khu vực này ra. Về vấn đề xây dựng nhà cửa hướng đông bắc năm 2019, do năm 2019 nhà hướng đông bắc tọa tây nam, cả hướng và tọa đều không đắc cách, do phần tọa phạm ngũ hoàng đại sát, phần hướng lại phạm giáp bệnh phù nên hướng này bán cát. Muốn khai sơn làm hướng hay thu vương, ta nên đều cần tính toán cho cẩn thận và chọn vào thời điểm nhật nguyệt đáo sơn cung để làm. Cụ thể các tháng vượng để chúng ta xây dựng nhà mới đó là vào tháng 5 hoặc tháng 8 âm lịch. Các tháng vượng để tiến hành sửa chữa nhà hướng đông bắc chúng ta nên triển khai vào tháng 4 hoặc tháng 5 âm lịch. Về chi tiết cụ thể, các anh chị nên có phương án tìm đến những chuyên gia phong thủy để nhận được sự tư vấn tốt nhất. Vận khí hướng tiếp theo chúng ta bàn tới đó là vận khí của nhà hướng đông. Nhà hướng đông có giải độ từ 67,5 độ cho đến 112,5 độ. Năm nay lục bạch vũ khúc bay vào phương chính đông. Đây là một trong tam bạch tài tinh nên phương chính đông năm nay có thể được coi là phương mang yếu tố về vinh thăng, chiêu quý nhân cũng như mưu tính mọi sự sẽ tất thành. Lục bạch kim tinh cũng chủ về dịch mã, chủ quản việc đi xa, phó nhận, di chuyển, thậm chí là thuyên chuyển công việc. Nên phương vị này năm nay tuyệt đối không được bày các món đồ liên quan đến hành hỏa như có màu đỏ hoặc màu hồng, cũng không nên được bày các cây cảnh cỡ lớn thuộc hành mộc, vì rằng kim khắc mộc và hỏa lại khắc kim nên dễ dẫn đến những chuyện liên quan đến tổn thương chân tay, phá tài cùng với việc phá hoại giúp đỡ của quý nhân, nói chung sẽ giảm đi sự may mắn. Năm nay tinh cung tương khắc kim khắc mộc, chỉ cần sắp đặt thích đáng tất được tiền tài, tài vận quan vận đều tốt, con cái hiếu thuận, mưu cầu đều thỏa ý. Nếu bố trí sai tất có tiểu nhân phá đám, mất đi mối quan hệ, thị phi và bệnh tật. Về phương án hóa giải và kích hoạt, với nhà hướng đông, gia chủ năm nay chúng ta sử dụng sâu nguyên lộc hoa mai chúng ta treo trước cửa nhà, đồng thời đặt thảm trải lưỡi cửa nhà màu xanh nước biển, giúp hóa sát, hóa giải thị phi và tăng thêm sinh khí, tăng cường thêm sức khỏe. Với phương vị đông trong phòng khách, do phương vị này năm nay lục bạch đến phối với tiểu hao quan phù nên gia chủ cần lưu ý những chuyện liên quan đến thị phi cửa quan mà có thể mất tiền của. Vì vậy tại phương vị này nếu có kệ tủ thì anh chị nên đặt một pháp khí đó là bình an như ý, giúp tụ lộc sinh tài, kích hoạt sức khỏe và bình an. Như các anh chị đã biết, trong phong thủy hay trong đông y thì hình tượng nhân sâm gần như là hình tượng mang lại yếu tố về sức khỏe, do đây là một loại thuốc quý. Đồng thời rằng trong phong thủy, chất liệu bạch ngọc mang lại năng lượng rất tốt dành cho gia chủ, dành cho người sử dụng. Bởi vậy, với hình tượng nhân sâm và chất liệu bạch ngọc của bình an như ý thì đây là một trong những pháp khí mang cả về yếu tố về hình tượng đẹp đẽ cũng như mang những câu chuyện ý nghĩa về phong thủy. Hình tượng gậy như ý được cắm ở bình ngọc của bình an như ý lại mang yếu tố về chiêu quý nhân cũng như mang những hình tượng liên quan đến quý phái, giúp cho hóa giải thị phi cũng như mang lại những điều đắc lộc nhất. Với phong vị đông năm nay, sau lục bạch đáo đến, các anh chị chú ý về những vấn đề liên quan đến cả sức khỏe cũng như tài tinh. Nếu kích hoạt tốt thì đây là một trong những phương vị đắc cách cho chúng ta năm nay phát triển. Vì vậy, sử dụng vật phẩm bình an như ý như một trong những vật phẩm hàng đầu để các anh chị kích hoạt cho phương vị đông. Vấn đề xây dựng sửa chữa nhà hướng đông năm 2019. Hướng đông bao gồm ba sơn hướng là Giáp Mão Ất. Do năm 2019 kỷ hợi tam sát đến phương Tây, tức phần tọa bao gồm là ba sơn hướng là Canh Dậu Tân. Do năm 2019 kỷ hợi thì tam sát đến phương Tây, bởi thế cho nên chúng ta xây nhà tọa Tây hướng Đông năm nay không đắc cách. Do vậy, gia chủ nên chú ý nếu như trên trục tọa độ đó là tọa Tây hướng Đông thì năm 2019 này không nên động thổ và xây mới. Nếu cần sửa chữa nhà cửa với phương vị Đông trong nhà thì chúng ta vẫn cần phải chọn vào các tháng vượng, tức vào những tháng nhật nguyệt đáo sơn cung để tiến hành sửa chữa, là một trong các tháng, tháng 5, tháng 9 hoặc tháng 11 âm lịch. Vận khí ngôi nhà hướng tiếp theo đó là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam có giải độ từ 112,5 độ cho đến 157,5 độ. Nhà hướng Đông Nam năm 2019 đón sao Thất Xích, đây là sao ngũ hành thuộc kim. Trong bát vận thì hùng cát vô thường, chúng ta nên sinh không nên khắc. Sau này liên quan đến những mất mát về tài chính, trộm cắp, bạo lực và cả tai nạn. Vào vận 8 này thì Thất Xích phá quân được xem là sao đã thoái vận, tức mang yếu tố hung tinh nhiều hơn, chủ về quyền lực được mất, thị phi tiểu nhân quấy phá, dễ gặp phải họa cướp bóc và đào hóa kiếp. Ngôi sao này có thể gây ra một số cảm xúc nhất thời bốc đồng, do đó gây ra những tranh chấp, bạo lực, kiện tụng và cả những vấn đề liên quan đến sức khỏe, có thể dẫn đến nhập viện hoặc can thiệp bởi phẫu thuật. Năm nay tinh cung lại tương khắc, do Thất Xích phá quân mang ngũ hành thuộc kim mà đáo đến phương vị Đông Nam lại ngũ hành thuộc mộc, nên bố cục cần phải xử lý thích đáng.
Nếu như bố trí hợp lý thì tất văn võ song toàn, quan lộc song thu, đại quyền vào tay, tài vận cũng tốt. Nhưng nếu bố trí không đúng, tất giao kiếm động sát, gia đình không hòa, anh em tổn thương do va chạm, trong nhà có giặc cướp bóc hoặc bị tranh cãi mà gặp phải thị phi. Với thân thể thì chú ý những bệnh liên quan đến đường miệng và đau đầu. Để hóa giải thì với nhà hướng Đông Nam năm nay, trước cửa nhà chúng ta sử dụng sâu nguyên lộc hoa mai để treo trước cửa nhà, và thảm trải lối cửa nhà chúng ta dùng màu ghi hoặc màu xanh nước biển, hoặc cũng thể sử dụng màu xanh lá. Với phong vị Đông Nam trong phòng khách, để loại bỏ những năng lượng tiêu cực, chúng ta có thể sử dụng vật phẩm đó là cây tề mộc đặt để trên vị trí bàn làm việc hoặc là kệ tủ trong phòng khách. Thì trong phong thủy, hình tượng cây tài lộc tượng trưng cho sự sườn cửu trong kinh doanh cũng như là tăng cường tuổi thọ. Với hình dáng cây đại thụ được mọc lên như này thể hiện cho sự trường cửu về sức khỏe, mong muốn tài lộc đối với gia chủ. Chất liệu đá thạch anh màu xanh này mang những năng lượng dương tích cực, giúp cho hóa giải stress cũng như là những vấn đề liên quan đến tạp khí và uế khí trong nhà. Hoặc nếu phương vị đó chúng ta không đạt được thì cũng có thể sử dụng vật phẩm đó là hồ lương bọc bích, chúng ta treo tại phương vị này. Ngoài treo tại phương vị Đông Nam ở trong phòng khách, anh chị cũng thể sử dụng vật phẩm này để treo tại ô tô và những phương vị đắc lộc trong nhà. Hoặc tại đây thì anh chị cũng có thể là sử dụng một chậu cây trúc quan âm 3 tầng để hóa giải đến những năng lượng tiêu cực và tăng cường thêm sinh khí và chiêu thêm tài vận. Đông Nam bao gồm 3 sương hướng là Thìn, Tuấn, Tỵ. Gia chủ nên lựa chọn thời điểm thích hợp để khai sơn lập hướng, vì rằng phần tọa đó là sơn Tây Bắc năm nay phạm phải thái tuế. Các tháng vượng đều có thể xây dựng nhà mới là vào các tháng Giêng, tháng 3 hoặc là tháng 10 âm lịch. Các tháng vượng đều có thể tu tạo sửa chữa phương vị Đông Nam trong nhà năm 2019 này. Chúng ta nên hạn chế, tuy nhiên vẫn có thể làm vào tháng 10 âm lịch, cần phải chọn lựa một cách chính xác. Phương vị cuối cùng, phương vị quan trọng nhất, đắc cách nhất trong năm 2019, chúng ta nói đến phương vị trung cung. Năm 2019 Kỷ Hợi, bát bạch tài tinh nhập trung cung, tức khu vực giữa nhà. Đây là khu vực thuộc Mậu Kỷ, mang hoành thuộc thổ. Bát bạch cũng là một trong tam đại tài tinh, là đương vượng tài tinh của vận tám. Ngoài chủ về tài vận, còn có yếu tố về các khánh, đại sự nghiệp, mang lại đắc lợi cả về hôn nhân, hỷ khánh. Năm nay, cung tinh đương vượng, tức yếu tố thổ của Mậu Kỷ, cộng với hành thổ của bát bạch tài tinh. Nếu phối hợp tốt, thì tất cả văn chức võ quyền liên tục thăng quan, thần tài trợ giúp, tài lộc đều vượng, vợ chồng vui vẻ, con cái lại càng mạnh khỏe. Nếu bố trí không thích đáng, thì dễ có thể dẫn đến tiền tài, miệng, dị tật, con trai, con gái đều có thể dễ sinh bệnh, vợ chồng sinh ra khắc khẩu, gia đạo lại càng thêm bất ổn. Về phương án kích hoạt, tại khu vực này thường là khu vực bàn tiếp khách. Tại đây ta có thể sử dụng một pháp khí đó là tụ bảo tài nhằm thâu thu tài lộc và chấn hưng tài vị. Trong phong thủy, như các anh chị đã biết, tụ bảo tài mang yếu tố về tụ trữ, tích trữ lại những tài lộc trong nhà. Và thường chúng ta có thể sử dụng tụ bảo tài để đặt tại những vị trí đắc cách và đẹp nhất trong nhà, như bàn tiếp khách hay kệ tủ tivi. Do năm 2019 bát bạch nhập vào trung cung, tức khu vực giữa nhà, ở đây chúng ta có thể xét khu vực ở giữa phòng khách là khu vực bàn tiếp khách, thì đây là khu vực mà chúng ta nên trang hoàng một cách đẹp nhất. Thì tụ bảo tài gần như là một trong những vật phẩm đắc cách mà chúng ta tiến hành sử dụng, với việc sử dụng chất liệu bạch ngọc Pakistan mang lại yếu tố về năng lượng rất tốt, đồng thời hình tượng bốn cụ thiềm thừ trầu ở bốn góc, trầu vào ở giữa. Với việc cốt của tụ bảo tài sử dụng đá thạch anh ngũ sắc, đồng thời ở giữa đặt một viên cầu đá thạch anh hồng mang lại năng lượng tốt nhất của hành hỏa để hỏa sinh thổ, thì năm nay khu vực trung cung vận khí lại càng đương vượng. Nếu như khu vực này đối với nhà chung cư chúng ta lại không bài trí được, thì chúng ta có thể sử dụng một vật phẩm khác, đó là sâu ngũ phúc hoa mai, chúng ta treo tại bức tường vách tại khu vực giữa nhà, nếu như tường đó là tường ngăn, để giúp cho cái việc thâu thu tài lộc tại khu vực giữa nhà đối với những căn hộ chung cư. Thì đây là một trong những vật phẩm vô cùng tốt lành, cát lành mà vật phẩm được phong thủy Tam Nguyên nghiên cứu đưa ra ứng dụng cùng với các thầy trong hiệp hội phong thủy dịch học thế giới phân hội tại Việt Nam. Để việc tu tạo sửa chữa phương vị này năm 2019 đắc lợi, chúng ta tiến hành tu phương và sửa chữa vào một trong các tháng sau: tháng 2, tháng 5, tháng 7 hoặc tháng 11 âm lịch. Chi tiết thì anh chị và các bạn có thể liên lạc lại ngay đến số hotline hiển thị trên màn hình, hoặc có thể để lại thông tin họ tên cộng số điện thoại cộng với câu hỏi cần được giải đáp ở dưới phần bình luận, thì đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên sẽ liên lạc lại ngay với các anh chị để tư vấn một cách cụ thể và chi tiết nhất. Xin cảm ơn.